Trong tập 33, biên kịch tiếp tục gửi gắm tình yêu thật của nam diễn viên đóng vai anh Đông Công An, Phùng Đức Hiếu qua cuộc nói chuyện của bố và cô của anh chàng này. Cụ thể là, hai bác nói với nhau về chủ đề muôn thuở cưới vợ cho Đông. Ông cụ đã rất muốn kéo cậu con trai về lại tỉnh để làm việc, nhất là sau sự cố cứu anh Nam vừa rồi, thì bố của Đông càng khao khát làm điều đó hơn nữa. Bên cạnh đó, bố của Đông và bà cô cũng bàn tính chuyện cưới xin, liên tục tiếp các mối tốt để giới thiệu cho anh chàng. Hôm nay, bà cô có nhắc đến cô Hải, người con gái xuất hiện ở viện, tỏ vẻ rất lo lắng quan tâm đến Đông khiến bà cũng phải chú ý. Ngay khi nghe em gái nói, bố của Đông cũng muốn biết thêm về cô gái này. Theo lời bà cô thì cô ta cũng xinh xắn dễ thương, trông nom hai người có vẻ thân thiết. Tuy nhiên nếu so sánh thì bà cô đem cô Linh, một người mà muốn mai mối cho Đông ra để bàn luận. Bà cũng thẳng thắn cho rằng, dù rất thích cô Linh nhưng tuổi tác thì không hợp vì cô ấy tuổi Mão, lại thêm phần hơi mũm mĩm nên không ưng bằng cô gái trong viện hôm trước. Xem tới đây có lẽ khán giả thấy thật buồn cười và thú vị. Vì nếu như ai xem phim từ đầu cũng sẽ biết, nhân vật nữ tên Linh đã từng xuất hiện ở các tập đầu khi bà cô cho Đông xem ảnh trong điện thoại là người mà bà nhắm làm cháu dâu. Cô gái ấy cũng chính là bà xã ngoài đời của anh Đông, tức nam diễn viên Phùng Đức Hiếu và cũng tên Linh Nguyễn Thủy Linh. Thủy Linh là MC nổi tiếng của nhà đài VTV, thường xuyên dẫn dắt các chương trình quan trọng từ trong trường quay cho đến bên ngoài, thậm chí là các chương trình được truyền hình trực tiếp. Cô được mệnh danh là nữ MC có nụ cười đẹp nhất của VTV, nên độ hot đã có nhiều năm nay. Không ngờ biên kịch lại lầy lội đến vậy khi so sánh cả cô Hải bán quạt trong phim với cô Linh MC ở ngoài đời, đã thế còn chê nhẹ bà xã của Phùng Đức Hiếu, thì fan này có lẽ anh chàng bị vợ bắt ngủ ngoài salon co do tránh rét cho mà xem. Chưa kể, cũng trong tập 33, cô Hải bán quạt với anh Đông Công An liên tục phát cẩu lương, nên mức độ đối diện với vợ cũng cao đấy nhé anh Phùng Đức Hiếu ới ơi. Nghĩ lại thì MC Nguyễn Thùy Linh cũng sinh năm 1987, tuổi Mão như trong đoạn thoại của phim thể hiện, nhưng cô nàng rất xinh xắn thon gọn, không hề mũm mĩm đâu. Ngoài đời, nữ MC này cũng từng tham gia vào nhiều vai diễn trên truyền hình. Nói về chuyện tình yêu thì dù chênh lệch 5 tuổi nhưng Phùng Đức Hiếu và Nguyễn Thùy Linh rất đẹp đôi, cả hai chỉ vừa kết hôn vào đầu năm nay, mang đến sự ngưỡng mộ cho nhiều người hâm mộ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.